mình sẽ mở trứng đẻ dâu trong Playtogether. Cái gì đây? Cháu Phất nhưng mà là cháu Phất hư. Xót xui quá mà. Tiền của tôi à. Và trước khi bắt đầu video này thì các bạn cũng đừng quên giúp video của Sim. Và trước khi bắt đầu video này thì các bạn cũng đừng quên giúp video của Sim và Bé Dâu đạt được 5 like. Và các bạn có 3 giây việc này. 3, 2, 1. Thank you. Cảm ơn người rất là nhiều. Còn bây giờ bắt đầu video thôi. Let's go. Ok các bạn, thì như các bạn đọc tiêu đề thì hôm nay mình sẽ mở trứng Bé Dâu trong Playtogether. Yeah. Ok, thì như mấy ní đã biết thì tôi đã có bé Mưa trong Playtogether đấy. Đấy chính là bé Mưa thân yêu của tôi. Nhưng hiện tại Sim đang nuôi là một bé ở ngoài đời, đó chính là bé Dâu. Vậy vì vậy tại sao mình lại không gọi là đưa bé Dâu vào trong game Playtogether nhỉ? Và tôi nghe đồn á là trong Playtogether cũng có gọi là gì ta, giống gọi là phóc sóc. Phóc sóc có nha, có phóc sóc nha, có phóc sóc nha. Tôi có thấy. Đấy. Nên hôm nay mình sẽ quyết định gọi là lật ra bé ấy. Tôi không biết tôi sẽ tốn được bao nhiêu tiền nữa. Bởi vì theo tôi, kinh nghiệm của tôi nha, gacha trong game này gần như gọi là gì ta, gần như là nghèo đi ấy mọi người. Nó từ người giàu thành người nghèo luôn các bạn. Đấy. À mà khoan, trước khi bắt đầu video này thì các bạn cũng đừng quên giúp video của Sim đạt được 5 like. Và có 3 giây việc này. 3, 2, 1. Thank you. Cảm ơn rất là nhiều. Cậu bây giờ đi kiếm bé Dâu thôi. Thì theo tôi được biết đây, đây sẽ là quả trứng chúng ta cần đó. Thì nói chung là mấy cái giống chó mà 0,000% mà tôi không cần đó. Tôi cần đây, trong này tôi thấy có bé phóc sóc đây, con nhỏ này, chó phóc sóc đó, là giống của bé Dâu nhà tôi đó. Mà không biết gọi là game Playtogether gọi là có gọi là thương có hiểu lòng tôi không đấy, có thể ra con bé này được không? Nếu mà ra VIP cái tôi khóc 7 ngày 7 đêm đó, nên tôi sẽ mua rồi đấy. Tôi sẽ mua tầm chắc cỡ 10 quả đi. Ok. Tôi thấy cũng hơi giật giật rồi đó. Ok. Rồi sau khi mua được 10 quả thì bây giờ mình đi về nhà đúng không ta? Đúng không? Theo định lý là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi 10 con. Rồi bây giờ bé Mưa về nhà cùng chị, chúng ta cùng ấp trứng tìm bé Dâu thôi. À quên, phải đi ra ngoài mới về nhà được. Ý, bây giờ chúng ta sẽ cùng về nhà thôi. Ý, có bạn nào dễ thương giờ. Hi nha. Ok, về nhà thôi các bạn ơi. Rồi, bây giờ về nhà rồi nha các bạn. Rồi, đi về thôi. Rồi, chúng ta cùng vào ngôi nhà thân yêu của chúng ta. Đó, ngôi nhà gấu trúc của tôi. Đấy, trời ơi, lâu lắm rồi. Chơi Playtogether cũng chưa vào. Ui, có bạn nào trong nhà tôi chơi vậy? Hello em bé nha. Rồi, bây giờ Sim sẽ mở ra quả trứng nha. Rồi, bé Mưa nằm ngủ xíu nha để chị mở trứng. Ok, rồi. Bây giờ là mình sẽ gọi là cho mấy tiếng hóa nè. Đây, theo tôi biết là cái này là một phát là tiếng hóa luôn nè. Này, ok. Rồi. Ăn đi em. Rồi. Tiếng hóa cho chị xem nào. Rồi. Cái gì đây? Chó phóc nhưng mà là chó phóc hư. Chị không cần, chị cần phóc sóc em ơi. Ok. Cảm ơn em nha. Thank you. Chị rất là... Thôi, lỡ đặt rồi, thôi cho em mấy tên gì ta. Cho em mấy là cà phê sữa đi. Nó thấy cùng giống sữa đó. Cà phê sữa, rồi. Đó, cà phê sữa nha. Rồi, cảm ơn con nha, cà phê sữa. Dễ thương quá. Rồi, cà phê sữa. Rồi, ê, như là mình mua kia nó lớn luôn. Mua lớn quá. Con ơi, lớn từ từ thôi. Ok, rồi cảm ơn con nha. Cho nhiều bạn fan qua nhà tôi chơi quá. Rồi, để tôi rồi cảm ơn bé cà phê sữa nha. Rồi, để chị Sim con khác. Rồi, bây giờ là chị Sim sẽ đây, bây giờ chị Sim sẽ coi cục cưng ơi. Cục cưng, rồi bây giờ chị sẽ mua cho em chắc là chị cần cái này thôi.
như là 200 điểm kinh nghiệm thôi, là bé đã lớn rồi. Rồi, giờ mình không cần phải tốn 60, mình tốn 30 ngàn thôi. Rồi đó, con ăn đi con, ăn đi con. Người ăn đi con. Đó, nhiều bạn chê quá trời rồi, mấy bạn fan để xíu nha. Chứ bò. Trời ơi. Rồi, đặt con tên là gì ta? Bánh bò đi. Rồi, bánh bò, khổ quá. Bánh bò. Rồi, cảm ơn con nha bánh bò đã đi với mẹ. Trời ơi. Vẫn chưa được con Phóc sóc. Trời ơi, rồi cảm ơn con nha bánh bò. Rồi, slack rồi. Rồi, trời ơi. À, mấy bạn thông cảm cho Sim nha. Sim cần trong đây có bê dâu hả? Đâu tôi thấy toàn panda không vậy? Rồi, để tôi nhắn trước mấy bạn đã. Chị đang quay video nên chị đóng cửa nhà nhé. Sorry các em yêu. Đó, rồi. Đó, ok. Nói chung là chị Sim xin lỗi mấy đứa nhiều nha. Lúc nào mà Sim quay clip thì Sim sẽ mở lại sau. Xin lỗi nha. Rồi, em like rồi. Rồi, cảm ơn mấy em nhiều. Rồi, mà chị Sim phải ra lỡ. Xong đi ra lỡ. Trời ơi, lâu rồi chơi play together ngáo ngơ gì đó. Cảm ơn mấy em đã thăm nhà chị nha. Nhưng mà hôm nay chị Sim bận rồi. Nên chị Sim không có cho mấy em vô nhà được. Nên mấy em thông cảm nha. Đó, nên có gì mấy bạn thông cảm cho Sim. Đó, nhưng mà chúc mừng mấy em đã được lên TV. Rồi, ok. Rồi, bây giờ tiếp tục chúng ta cùng kiếm bé Phóc Sóc nào. Thế nãy trừ là quá xui rồi đó. Rồi, cục cưng ơi. Phóc Sóc nha. Phóc Sóc nha. Mẹ sắp hết tiền rồi con ơi. Mẹ sắp hết tiền rồi. Hết tiền vì mấy con đó. Lại thêm bé bánh bò nữa. Trời ơi, tức quá. Rồi, con này là bánh bò 2. Trời ơi, tức ghê thôi. Bánh bò sữa đi. Đấy, tôi khổ quá mà. Tôi khổ quá. Tôi khổ quá. Đừng bánh bò nữa. Phóc Sóc đi. Phóc Sóc đi mà. Trời ơi, mấy bạn ơi, các bạn thấy nhân phẩm của Sim chưa? Trời ơi, Phóc Sóc đi. Rồi, tiếp theo. Là bự. Phóc Sóc đi mà. Phóc Sóc, ăn đi con. Phóc Sóc đi. Phóc Sóc. Phóc Sóc. Rồi nguyên. Trời ơi. Không có. Ồ, này là bị dư nè. Vậy chắc là mình chỉ cần mua cái đầu tiên ha. Yeah. Tức quá. Phóc Sóc từ đâu? Phóc Sóc. Đâu để chị Sim mua cái 20 ngàn thử coi. Rồi cái ăn đi con. Lên cấp con. Rồi lên cấp rồi. Sốt xui quá thằng. Thế là tôi thấy là trong cái cuộc chơi này là tôi thấy là tôi rất là lỗi nha. Tôi ra cha nhân phẩm chưa bao giờ được Phóc Sóc. Đi mà. Bây giờ ơi, giúp chị, dâu đang ở đây nè mà tôi không bưng lên được vì dâu đang mới chích ngừa xong. Bé rất là nhạy cảm. Dâu ơi, đến đây con. Đến đây con. Trời ơi, lại bánh bò nữa con, đến đây con. Dâu đang nhìn tôi ánh mắt kiểu hoang mang á. Đây, đây, đây. Em có thể giúp chị Sim gọi là chống được Phóc Sóc được không? Đó, chị Sim để em đây để em lấy dĩa đó. Trời ơi, chưa ra Phóc Sóc. Đó, giúp chị nha, đây đây, chị cho các bạn. Đó, em giúp chị cái. Chị rất là mệt rồi. Ôi, Phóc Sóc đi hả? Phóc Sóc. Phóc Sóc. Nguyên. Chó bướm là chó gì? Không biết nữa. À, có tay giống con bướm. Ok, rồi, con này tên là bé bướm bướm đi. Rồi, quá su. Còn hạ còn ba quả trứng thôi. Tiểu muội sắp hết tiền rồi. Phóc Sóc, Phóc Sóc. Đó, con bé dâu nhà tôi đây. Dâu ơi, phù hộ chị đi em. Ê, nguyên cái bánh bò nữa. Bây giờ tôi sẽ chờ đợi hạnh phúc vậy. Không biết ăn kiểu gì đây. No.
đúng quả cuối đó con. Mẹ hết tiền rồi đó. Con cuốn màu trắng cũng được. Làm ơn. Cho hỏi là có mấy con bò rồi. Đây, gia đình nhà bò hay gì? Trời ơi, cứu tôi. Lần nãy trừ là có 1, 2, 3, 4 rồi thôi hả? Số phận của tôi nó hắc hiu quá các bạn ơi. Trời ơi. Ok các bạn, và hiện tại mình đã mua tầm đây. Mọi người. Nói chung là xương xương trần này thôi. Đây nói chung là rất là hơi nhiều đấy. Mình không biết là với số trứng này có thể ra được bé gọi là phóc sóc nhà tôi không, ra bé dâu không. Chứ tôi thấy là tôi cũng sợ lắm các bạn. Vì cái gacha trong game Play Together nó sẽ cho các bạn gọi là từ thất vọng cho tới tuyệt vọng các bạn ơi. Trước khi tôi gọi là đi tìm bé phóc sóc nhà tôi, bé dâu nhà tôi, thì tôi thấy là trong Play Together có một cái gói khá là đáng yêu. Ủa gì đây? Ôi trời, có xe nữa hả? Trời ơi, xe siêu xe đồ đó. Trời ơi, mà tôi không thích siêu xe rồi. Cái gì đây? Gói cát tiên. Trời ơi, dễ thương gì ta. Nhưng mà cái đầm này nó không đẹp. Không thích, không thích. Tôi để ý có một cái này. Đấy, trời ơi, đáng yêu chưa? Đây là một cái áo hình con cún. Màu xanh, màu mình cực kỳ yêu thích nữa. Mà có liên quan tới gọi là cún nữa. Nên thôi, tôi sẽ mua cái bộ này để mặc vô, để lấy vía nha các bạn. Ok, rồi xin mời. Xin mời. Rồi, giao dịch thành công, trừ tiền tinh tinh. Rồi, và chúng ta có một cái mũ, một cái áo. Ủa sao này? Ê, à, tôi để này, tôi tắt tiếng mọi người ơi, tắt tiếng trong game, trời ơi. Trời ơi, và đây, cái bộ đồ xuyên ơi là xuyên. Rồi, mặc vô bộ trưởng, mặc vô. Rồi, xin mời. Rồi để chị xem mặc vô nha các bạn, để lấy gì á, chúng được bé dâu. Đó, xinh chưa? Wow, dễ thương quá ta. Ý, dễ thương quá nè. Rồi, bây giờ chị xem về nhà đi kiếm bé dâu của chị xem đây. Chị xem đau khổ quá rồi. Trời ơi. Ok, đi về nhà thôi. Let's go. Từ từ, đây là chó Pigeon, không phải là phóc sóc. Chứ mà cũng gần giống phóc sóc. À, thôi, nói chung là bé này cũng gần giống bé dâu thôi, chứ không phải bé dâu. Đây là bé mưa rồi. À, tôi không biết, mình không biết mình nên đặt cho em ấy tên gì nữa. Mình cũng muốn đặt cho em ấy bé dâu, bởi vì mình sợ là dự trù là sợ không lật được bé kia, nên mình sẽ... thôi bé dâu dự trù nhé mấy đấy. Ví dụ mà không có ai thì lấy bé này thay thế được. Ok, thôi chúc mừng con được vào phạm trù may mắn của cô, nhưng mà chưa, chúng ta sẽ cùng đi với gọi là các trứng tiếp theo. Ok, let's go. Yeah, tôi là người chiến thắng, bé dâu. Mất bao
nhiêu tiền được con này vậy? À, thì xin chương là thì xin cái gì là chim đã mất gần 30 cái trứng. 30, gần 30 quả trứng. Thì nhiều thì chị nghĩ, thì chị nghĩ em tốn bao nhiêu? Trời ơi, con quỷ. Trời ơi. Bé dâu. Tan 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 tan. Cuối cùng cũng ra con dâu. Trời, tôi tưởng nguyên clip này tôi sẽ không ra con dâu các bạn ơi. Em khoan, từ là còn nốt nha. Còn nốt 3 quả trứng thôi, cho nốt. Trời ơi, cho nốt. Trời ơi, vui quá. Trời ơi, tôi tưởng là nguyên clip này tôi xài gần 2.000 kim cương mà không ra con dâu. Chắc tôi cũng sẽ kiểu play together là chúng ta cũng nói chuyện đó. Đúng rồi. À, còn quả cuối cùng chị đoán là được cái gì ta? Bò. Bò chắc không, chắc không, chắc không? Bò hả? Ok, Sam. Sam đoán đây là bé bò các bạn ơi. Ok, nào coi. Không, đó là chó phốc, nhưng nó là phốc hưu. Phốc hưu, phốc hưu. Đấy, ok. Cái cam này chưa bay hơi dữ đó các bạn. Ở đây. Trời ơi, sao 30 quả. Tôi quá mệt rồi, đây bé dâu rồi. Đây, trời ơi. Một đêm duy nhất, một đêm duy nhất. Và các bạn nhìn nó đi nè. Y chang dâu luôn á. Thực sự rất là y chang dâu luôn các bạn ơi. Đấy. Và đừng và tôi xin lưu ý là trong video này đừng có má nào bình luận là ở vậy, nếu mà chị Sim được ra bé dâu chắc chắn chị Sim sẽ không còn thương bé Mưa nữa. Ờ, vậy thì chắc chắn là bé Mưa ra ghìa rồi. Không nha. Không, làm ơn. Stop, stop it. Làm ơn đừng có gì ta, đừng đánh cháo khái niệm là tôi thương dâu hơn bé Mưa nha. Tôi khổ quá, trời ơi. Đấy, tôi thương là hai đứa như một. Đấy, khổ lắm. Thì mình nghĩ mình sẽ không mình sẽ không không có tôi sẽ không có nói gì nữa. Tôi sẽ yêu thương cả hai em chứ không 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 không, ý là mình sẽ không gọi là cho bé này ăn tăng trưởng, bởi vì hiện tại là thực ra bé dâu ở ngoài đời bé cũng nhỏ như trang nghĩ mọi người đấy, nên tôi sẽ cho bé cho nó lớn được hả, nó lớn được hả? Được, tức là bây giờ chị cho nó ăn đồ tăng trưởng, cái đó lớn cái dèo luôn á chị tên ông đấy. Nhưng mà không, tôi không làm vậy, tôi sẽ cho em ấy lớn tự nhiên. À, lớn tự nhiên, tự nhiên, tự nhiên. Đấy, cả nhà ơi, đấy. Ok, thì cảm ơn cả nhà đã coi video lật trứng siêu bất ngờ này của tôi. Đó, tôi cũng khổ dữ lắm. Chị tôi là, có chị tôi bảo là cái gì em lật thử bé dâu đi, đó. Đấy, nhưng mà tôi cũng lật thử và tôi cũng hơi đau khổ thiệt. Là tôi cũng mất gần 2.000 kim cương, đó. 2.000 kim cương. 1.000 là... Chị lật là tầm... 500-600 kim cương là ra được bé đầu. Trồng dĩa vậy em có em 2.000. Vậy xui quá. Trời ơi, tính ra không ra được một con VIP nào luôn á mấy bạn. Không ra một con VIP nào luôn. Trời ơi, tôi nói là cái số mình, cái số gacha của mình ở trong cái game Play Together là top 1 nha. Top 1 gì thảm bại, thất bại đó mọi người. Đó, nhưng mà không sao. Đây, ôm bé nè. Đó, ôi dễ thương quá. Chị Sam nhìn nè. Dễ thương quá vậy. Đấy, dễ thương quá trời, như cục bột vậy đó, như cục bông vậy đó. Tôi muốn bông bé lộn. Bé dâu lên với bạn coi, nhưng mà không được, bé dâu đang ngủ. Đấy, trời ơi, bé dâu ngủ là tôi không thể nào bưng lên được. Bé dâu hôm nay mới đi chích vaccine xong, yếu lắm, bưng lên là kêu é liền. Đấy, ok các bạn, chắc video của Sim như này thôi. Các bạn thấy như thế nào thì các bạn đừng có bình luận phía dưới biết nha. Và nếu các bạn muốn mình làm gì trong Play Together, kiểu như xây nhà cho bé dâu, hoặc là cho bé dâu bé Mưa gặp nhau, không biết gặp nhau được không nha. Tôi cũng muốn cho hai đứa nhỏ này gặp nhau lắm, nhưng mà trong Play Together chỉ đem được một bé thôi, không đem được hai bé. Các bạn nào giúp tôi gì đó cho cách gọi là hai đứa này gặp nhau được không, chứ tôi không biết cách nha. Ok, rồi bây giờ bye bye mọi người, và chúc mọi người một ngày thật tốt đẹp. Bye bye. Và trước khi kết thúc video này, các bạn cũng đừng quên giúp video của Sim đạt được 5 like, và các bạn có 3 giây làm việc này. 3, 2, 1. Thank you, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ, bye.